Hôm nay mình đi test câu này, cuối cùng dính lần. Đấy vừa dính xong ấy. Sướng chưa? Đấy không tin không phải tin đâu các bạn. Đi câu hơn 30 phút rồi. Đây mồi câu đây. Hôm nay anh chép sướng chưa? Cực sướng luôn này. Thấy chưa? Chép này. Chưa chưa bạn nào muốn câu chép cho thoải mái nha. Chép phải ngon nha. Đấy. Vừa câu xong rồi các bạn, được nửa lạng ấy. Câu được 30 phút rồi nhá. Đấy, công cần luôn. Bạn chứng kiến rồi đó. Mình đi câu ấy. Vui lắm các bạn ơi. Đi chép cái sao vui. Rồi cảm ơn các bạn đã xem kênh nha. Ôi giời ôi giời ôi, cua quậy kinh khủng chưa. Bye bye các bạn nha. Các bạn nha, đây món cá chép mình vừa làm đây các bạn nha, cực kỳ ngon. Vừa câu xong là nhào xuống làm luôn. Bạn nào thèm thì cứ liên hệ mình đi câu nha, ngày mai đi câu tiếp. Đấy, cực kỳ ngon. Không biết câu mình hướng dẫn tận tình luôn nha các bạn. Cá chép giòn. Các bạn nha, đây là sản phẩm của mình vừa làm đây các bạn. Đây, câu cá hôm nay cùng thành món ngon đây các bạn ơi. Đấy, bạn nào muốn câu, muốn đi câu, qua đây mình câu ra. Rất ngon các bạn đấy. Ok, năm món nữa. Đây, món cá chép đây các bạn ơi nhá. Đấy, ngon tuyệt vời nhá. Bạn nào mà muốn đi câu thì mình sẽ đi câu, cực kỳ ngon. Cá chép giòn này. Ăn này, ăn nguyên cả món này luôn, mình chơi luôn.